Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Hàng loạt quốc gia NATO tính hồi sinh biệt đội tàu ngầm khủng vì Ukraina. Đan Mạch tăng cường năng lực quốc phòng, ba nước Bắc Âu thuộc NATO mở hành lang chuyển quân tới biên giới Nga. Sau khi cuộc chiến Ukraina bùng nổ hồi năm 2022, một loạt các nước NATO như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đức tính toán tăng sức mạnh, hồi sinh lực lượng tàu ngầm ở biển Baltic hai thẩm niên sau khi chiếc tàu ngầm cuối cùng S-323 Selen ngừng hoạt động, Đan Mạch đã hạn chế khôi phục lực lượng tàu ngầm nước này. Tuy nhiên, cuộc chiến Ukraine có thể buộc Đan Mạch cân nhắc lại quyết định này khi tàu ngầm có thể giúp đối phó với các cuộc thám hiểm ở biển Baltic của Nga. Theo trang The Air ASEAN Times, Hải quân Hoàng gia Đan Mạch sau khi loại biên đã biến chiếc tàu ngầm S-323 Selen thành viện bảo tàng. Đây là tàu ngầm duy nhất ở Đan Mạch từng tham gia chiến đấu. Selen được hạ thủy vào năm 1990 và là tàu ngầm diesel điện cỡ nhỏ rất thích hợp hoạt động ở những vùng nước nông gần bờ biển. Tàu ngầm được trang bị 8 ống phóng ngư lôi và có thể được triển khai ở lực lượng hải quân. Năm 2002, S-323 Selen tham gia các hoạt động chống khủng bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở khu vực địa trung hải. Ngay trước khi trở lại Đan Mạch, Selen được điều tới vịnh Ả Rập để cùng với tàu hộ vệ Onfus Fisher để thực hiện các hoạt động quan trọng trong cuộc chiến thứ hai tại Iraq tàu ngầm S-323 Selen ngưng hoạt động vào năm 2004. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các tàu ngầm của Hải quân Hoàng gia Đan Mạch đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với các tàu ngầm Liên Xô nhờ khả năng ít bị phát hiện của tàu và thực tế là Đan Mạch đã kiểm soát tất cả các cách tiếp cận vùng biển Baltic. Tuyến phòng thủ đầu tiên của Đan Mạch là Hải quân. Sau khi Liên Xô tan rã, kết thúc chiến tranh lạnh, các lực lượng vũ trang Đan Mạch bắt đầu cắt giảm chi tiêu và nhân lực. Từ năm 1989, chi tiêu của Đan Mạch giảm từ 2,1% GDP xuống còn 1,7% GDP. Từ năm 1990 đến năm 1999, Đan Mạch vạch ra một kế hoạch cắt giảm dài hạn với việc cắt giảm 14,3% nhân lực. Theo đạo luật các lực lượng vũ trang Đan Mạch do Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 1993, Hải quân Đan Mạch có hai nhiệm vụ lớn. Nhiệm vụ thứ nhất là duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh hải của Đan Mạch xung quanh khu vực tự trị Greenland và đảo Faroe đây sẽ là ưu tiên số 1 trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Trách nhiệm thứ hai là thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào cho các tàu chiến Đan Mạch trong phạm vi của NATO. Thế nhưng, việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine đưa chiến tranh tới tận ngưỡng cửa châu Âu. Đan Mạch đang dự tính mua tàu ngầm mới. Đến nay, quốc gia này phụ thuộc vào sự hợp tác chặt chẽ giữa các đồng minh. Năm 2022, Đan Mạch cam kết đầu tư 40 tỷ kron, tương đương 5,8 tỷ đô la Mỹ để đóng các tàu hải quân mới trong vài năm tới đồng thời cam kết phát triển nguồn cung an ninh mạnh mẽ hơn với các nhà cung cấp hàng hải quốc gia. Động thái tái tạo lực lượng tàu ngầm sau 20 năm là điều khó khăn, nhưng là cần thiết nếu sẽ tới sự nhảy vọt trong công nghệ tàu ngầm của Nga. Các tàu ngầm của Nga trở nên yên tĩnh hơn với hình dáng thuôn gọn cùng lớp phủ thủy âm đặc biệt trên thân tàu giúp giảm tiếng ồn. Tàu ngầm của Nga được phương Tây đặt biệt danh là hố đen vì có khả năng tàng hình của chúng. Hải quân Nga sẽ có 50 tàu ngầm cho năm 2030 trong khi hạm đội Mỹ sẽ giảm xuống còn 57 chiếc trong cùng năm. Năm 2023, ông Michael Astrup Jensen, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Đối ngoại Đan Mạch thông báo, Hải quân Hoàng gia Đan Mạch đang thảo luận việc mua tàu ngầm. Copenhagen đã thông qua thỏa thuận quốc phòng mang tính lịch sử vào năm 2023, đề ra danh sách các năng lực phải đạt được trong 10 năm. Tháng 1 năm 2024, theo thỏa thuận, chính phủ phân bổ khoảng 16 tỷ kron tương đương khoảng 2,33 tỷ đô la Mỹ để mua thêm thiết bị cũng như tăng cường tuyển dụng và giữ chân nhân lực. Trong khoản phân bố 16 tỷ kronen trên, khoảng 9,7 tỷ kron sẽ được chi vào việc mua sắm. Ưu tiên là phòng không tầm ngắn dành cho lữ đoàn lục quân, máy bay không người lái tầm xa để giám sát và thu thập tình báo tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, tên lửa phòng không tầm gần cho tàu hải quân, ngư lôi cho các tàu hải quân và trực thăng Seahawk cho không quân và xây dựng năng lực hậu cần để phục vụ việc triển khai trong và ngoài khu vực lân cận. Ngày 30 tháng 4, Chính phủ và các đảng đứng sau thỏa thuận quốc phòng Đan Mạch 2024-2033 nhất trí về thỏa thuận từng phần thứ hai theo thỏa thuận quốc phòng. Thỏa thuận từng phần thứ hai đã phản ánh tình hình an ninh ngày càng tệ đi của châu Âu và cần phải xây dựng năng lực phòng thủ của Đan Mạch nhanh hơn dự kiến trước đây. Thỏa thuận này tăng khuôn khổ tài chính của thỏa thuận quốc phòng lên 35,2 tỷ kron trong các năm 2024 tới năm 2028 nâng tổng khuôn khổ tài chính lên 190 tỷ kron trong giai đoạn thỏa thuận. Các quỹ mới cho phép đầu tư nhanh chóng và các năng lực quân sự quan trọng. Những khoản đầu tư bao gồm xây dựng lữ đoàn số 1 của lục quân Đan Mạch, mua hệ thống phòng không trên đất liền, hoàn thiện việc xây dựng năng lực tác chiến tàu ngầm của hải quân và thúc đẩy việc mua hệ thống phòng không tầm ngắn của hải quân. Ngay cả khi Đan Mạch đang dự tính mua tàu ngầm thì Thụy Điển cũng đã đặt mục tiêu mua hai tàu ngầm mới. Na Uy và Hà Lan, mỗi nước cũng đã đặt mua 4 tàu ngầm. A26, tàu ngầm mới đầu tiên của Thụy Điển trong vài chục năm qua sẽ có vũ khí tiên tiến, động cơ đẩy tăng hình và thân tàu tránh sóng âm để đối phó với Nga tại biển Baltic. Tàu ngầm A26 nằm trên bản vẽ đã hơn 10 năm và sẽ được ra mắt vào năm 2027, 2028. Tàu ngầm mới của Thụy Điển được thiết kế để tuần tra khu vực phía đông NATO dưới biển Baltic, theo dõi và đối phó các động thái hàng hải của Nga trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và châu Âu đang xấu đi. Hải quân Na Uy đã đặt mua 4 tàu ngầm mới từ công ty Thyssen Group Marine System của Đức. Chính phủ Hà Lan đã trao cho tập đoàn đóng tàu ngầm Naval Group của Pháp và đối tác Royal IHC của Hà Lan hợp đồng đóng 4 tàu ngầm diesel điện lớp Barracuda. Những tàu ngầm mới này sẽ thay thế cho 3 chiếc tàu ngầm lớp One Rusk cũ kỹ của Hải quân nước này. Hải quân Đức cũng sẽ bổ sung 2 tàu ngầm Thai 212 vào hạm đội gồm 6 chiếc hiện nay. Những tàu ngầm mới sẽ khiến biển Baltic đông đúc, nhộn nhịp, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa các hạm đội tàu ngầm của châu Âu và Nga. Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy đã đồng ý thiết lập hành lang vận tải quân sự ở khu vực Bắc Âu để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quyết định thành lập hành lang quân sự đã được Thủ tướng Na Uy, Thụy Điển và Tổng thống Phần Lan công bố trong một cuộc họp báo chung vào cuối tuần vừa qua. Thủ tướng Na Uy cho biết, ba quốc gia Bắc Âu đã đồng ý tạo ra một hành lang vận tải quân sự ở Bắc Âu để vận chuyển nhân sự và thiết bị tới Phần Lan trong bối cảnh căng thẳng với quốc gia láng giềng Nga gia tăng. Theo đó, hành lang này sẽ đi qua lãnh thổ phía bắc của các quốc gia trên và cho phép triển khai nhanh chóng quân đội từ các cảng của Na Uy tới biên giới phía đông của Phần Lan trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến lớn trên bộ. Phần Lan có đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Cuối tháng 11 năm 2023, nước này đã đóng cửa các cửa khẩu biên giới cuối cùng đối với Nga, trong khi đó biên giới chung giữa Na Uy và Nga dài 195,7 km. Việc lập hành lang quân sự được công bố trong bối cảnh căng thẳng trong vùng cũng như các hoạt động quân sự của NATO ở sườn phía đông tăng cao. Các quốc gia NATO đã mở nhiều hành lang trên bộ để vận chuyển lính Mỹ và các xe bọc thép của nước này tới tiền tuyến trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến lớn trên bộ với Nga nổ ra. Tờ Financial Times ngày 29 tháng 5 dẫn các nguồn tin cho biết, sau 2 năm xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, khả năng phòng không của sườn phía đông NATO chỉ mức 5%, được coi là mức tối thiểu để ngăn chặn một cuộc tấn công.